Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2026, thông qua một số nghị quyết về bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Huế. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, thảo luận các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế trình Hội đồng Nhân dân thành phố Huế xem xét thống nhất điều chỉnh tổng mức 9 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách thành phố Huế quản lý với số vốn hơn 39,6 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý 11 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.336 tỷ đồng. Cùng tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế trình Hội đồng Nhân dân thành phố Huế phê duyệt chủ trương đầu tư 19 dự án đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực giao thông đô thị, hạ tầng cùng công nghiệp, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án là chỉnh trang các điểm xanh khu vực Hồ Thành Hào, chỉnh trang công viên 3 tháng 2 giai đoạn 2, dự án trường mầm non An Hòa khối nhà 3 tầng, 3 phòng học và 3 phòng chức năng, dự án trường mầm non An Tây hạng mục khối nhà 3 tầng 6 phòng học và 5 phòng chức năng. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định khẳng định, việc các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần này sẽ kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Việc kịp thời bổ sung điều chỉnh các dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của thành phố Huế, cũng như phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng cơ sở vật chất trường học, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế trong nhiệm kỳ mới 2021-2026.